Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, trên kênh Twitter chính thức của VNetwork, PicoTeam đã chia sẻ bài phỏng vấn của tiến sĩ Nicholas Kokalik nói về diễn đàn FireSide vào năm 2023 với tạp chí Open. Ứng dụng FireSide Forum ra đời với rất nhiều ý nghĩa, và trong nhiều ý nghĩa đó thì việc xây dựng nên một ứng dụng như FireSide Forum không chỉ nhằm phục vụ cho các pioneer và hệ sinh thái VNetwork, mà còn mang tầm nhìn rộng lớn hơn khi giải quyết vấn đề của toàn cầu về tin giả mạo, tin bạo lực hay những tin tiêu cực. Và để cho các bạn hiểu rõ hơn về những gì mà FireSide Forum đang, đã và sẽ làm, thì hôm nay xin chia sẻ với các bạn bài nói của tiến sĩ Nicholas Kokalik mà PicoTeam vừa chia sẻ lại trong ngày hôm nay. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Diễn đàn truyền thông xã hội của PNetwork không khuyến khích hành vi tiêu cực, khuyến khích các bài đăng tích cực. Bài báo được viết vào ngày 9 tháng 8 năm 2023. Và hãy cùng xem thử tiến sĩ Nicholas đã chia sẻ những gì liên quan đến VNetwork trong bài đăng mới nhất này nha. Tiến sĩ Nicholas Kokalik, người sáng lập VNetwork, tiền điện tử được hơn 47 triệu người trên 230 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới áp dụng, nói rằng tổ chức này có quá trình KYC, là quá trình xác minh danh tính của người dùng, trên 5 triệu người, còn được gọi là Pioneer cho đến hiện tại. Và điều này là điều kiện tiên quyết để người dùng VNetwork di chuyển số dư khai thác Pi trong ứng dụng của họ sang chuỗi khối Pi Mainnet. Hiện tại, mạng đang trong giai đoạn Mainnet kín, cho phép người tiên phong được KYC chuyển các đồng tiền đã khai thác vào ví tương ứng của họ, sẵn sàng giao dịch giữa những người tiên phong đã được KYC, và cho phép nhiều người tiên phong chưa được KYC di chuyển sang chuỗi khối Mainnet. Mainnet là một cột mốc quan trọng cho bất kỳ dự án blockchain nào, biểu thị rằng nó đã sẵn sàng cho sử dụng công khai và các giao dịch trong thế giới thật. Khoảng thời gian Mainnet kèm theo cũng là khoảng thời gian để kiểm tra khả năng phục hồi của mạng và tinh chỉnh nó trước khi Mainnet mở. VNetwork ra mắt vào ngày 14 tháng 3 năm 2019 bởi tiến sĩ Stanford Kokalik và Sifan, được hình thành bởi các nhà sáng lập chỉ khai thác trên điện thoại thông minh, cho phép tầm nhìn của nó trở thành đồng tiền điện tử được phân phối rộng rãi và toàn diện nhất. Và báo Open trước đó đã thực hiện một câu chuyện của VNetwork và cách nó hoạt động. Và trong cuộc phỏng vấn này với Open, tiến sĩ Nicholas Kokalik cũng nói về diễn đàn FireSide, nền tảng truyền thông xã hội Web3 mới của mạng sử dụng công nghệ blockchain, và cách nó sẽ khuyến khích các bài đăng tích cực, trái ngược với các nền tảng được tạo ra bởi sự phẫn nộ mà các tổ chức truyền thông xã hội trên Web2 đã hình thành. Web2, Internet hiện tại, bị chi phối bởi mạng xã hội, nội dung do người dùng tạo, trong khi Web3 là Internet dựa trên blockchain, sử dụng công nghệ phi tập trung để hoạt động. Vào thời điểm các mạng truyền thông xã hội đang bận rộn chống lại bạo lực ảo, thông tin giả mạo, thông tin sai lệch, thì trên diễn đàn FireSide, người dùng cần phải trả tiền cho một bài đăng và chi phí có thể thu hồi từ các mẹo từ khán giả phi tập trung, những người thưởng cho tác giả vì tiện ích của nội dung. Đối với điều này, nó sử dụng tokenomics, hay viết tắt là token economics, theo Coinbase, là phân tích các đặc điểm cơ bản của tiền điện tử, có thể giúp bạn so sánh các mã thông báo với nhau và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Nói tóm lại, nền tảng truyền thông xã hội này khám phá cách khuyến khích những đóng góp tích cực và không khuyến khích hành vi tiêu cực. Nền tảng này có thể được truy cập bởi những người tiên phong đã được KYC và đã di chuyển số dư của họ, trang Pmanet kèm theo. Và trích từ một cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nicholas Kokalik. Và câu hỏi đầu tiên của tạp chí Open đó là: mục đích chính của việc tạo ra mắt diễn đàn FireSide, sản phẩm truyền thông xã hội Web3 mới của VNetwork là gì? Và câu trả lời của tiến sĩ Nicholas là: mục đích của diễn đàn FireSide có hai mặt. Một là cố gắng giải quyết một vấn đề thật sự của con người. Có những thách thức cản trở trải nghiệm xã hội trực tuyến trong Web2 phải được giải quyết. Thế giới kỹ thuật số ngày càng trở nên không thể thiếu đối với hàng tỷ cuộc sống trên khắp thế giới. Nó thay đổi cách chúng ta giao tiếp,
chia sẻ ý tưởng và xây dựng các mối quan hệ. Công nghệ chuỗi khối blockchain và mã thông báo tiền điện tử mà Pi tích hợp với diễn đàn Fireside là một giải pháp tiềm năng sáng tạo để cải thiện tất cả cuộc sống kỹ thuật số của chúng ta, cá nhân và tập thể, về cách tổ chức các tương tác xã hội, các mối quan hệ và chuyển động trực tuyến. Và thứ hai là cung cấp một tiện ích mới cho con người điều khiển cho người dùng Pi, những người tiên phong như họ xác định. Diễn đàn Fireside bổ sung cho hệ sinh thái Pi bằng cách cung cấp một ứng dụng xã hội khác trong Pi Network, nơi những người tiên phong có thể kết nối, tham gia vào các cuộc thảo luận và tương tác với nhau theo một cách mới, trong khi tạo điều kiện cho mạng sử dụng tiền điện tử cho tiện ích thật sự. Bằng cách thêm diễn đàn Fireside và hệ sinh thái Pi, Pi Network có thể tiến thêm một bước nữa trong việc khám phá và xây dựng các loại tiện ích và trải nghiệm xã hội mới. Vì chúng tôi đang thực hiện một trong những cuộc di chuyển blockchain lớn nhất trong lịch sử, việc hoàn thành các quy trình này cho hơn 47 triệu người tiên phong tham gia không thể xảy ra trong một ngày. Câu hỏi tiếp theo của tạp chí Open là: bây giờ chúng ta hãy cùng nói về cái gọi là thách thức đối với trải nghiệm xã hội trực tuyến. Các thuật toán truyền thông xã hội Web 2 thường được thiết kế để tối đa hóa sự tham gia và thu hút sự chú ý thông qua các phương tiện như là khuyến khích các phản ứng mạnh mẽ, mà thường nó là xung đột có thể gây hại. Những sai sót chính của mạng xã hội Web 2 phổ biến hiện tại mà diễn đàn Fireside nhằm giải quyết bằng công nghệ hỗ trợ blockchain là gì? Và câu trả lời của tiến sĩ Nicholas là: không còn nghi ngờ gì nữa, mạng xã hội có tiềm năng to lớn về điều tốt đẹp. Nó đã mở rộng khả năng tiếp cận với vô số thông tin, thúc đẩy các cuộc đối thoại trên tất cả các lĩnh vực, từ khoa học đến văn hóa, và đưa thị trường đến mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, việc sử dụng hàng loạt phương tiện truyền thông xã hội Web 2 vốn đã mang theo những thách thức như thông tin sai lệch, troll, bạo lực Internet, quá tải thông tin, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu thấp, v.v. Những vấn đề này không chỉ gây hại cho các cá nhân, như chúng ta đã trải qua một cách đau đớn trong vài năm qua trên toàn xã hội. Bây giờ, không có nghĩa là các công ty ứng dụng truyền thông xã hội Web 2 đã không chú ý hoặc không hành động để giải quyết những vấn đề này. Kiểm duyệt nội dung con người và thuật toán tập trung là một công cụ thường được sử dụng để chống lại vấn đề này, nhưng nó vốn đã bị hạn chế do khối lượng thông tin tuyệt đối ngoài kia. Web 2 phải dựa đáng kể vào kiểm duyệt nội dung thuật toán để giải quyết tình trạng quá tải thông tin, có nghĩa là có quá nhiều thông tin có thể quản lý được, và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu thấp, nghĩa là quá nhiều thông tin không liên quan nhấn chìm thông tin hữu ích trên các nền tảng trực tuyến này. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá nhiều vào các thuật toán này thường có thể tạo ra bong bóng hoặc phòng tiếng vang thông tin, nơi mọi người được trình bày thông tin hoặc đồng nghiệp lặp đi lặp lại xác nhận và củng cố niềm tin đã có từ trước đó của họ. Trong khi điều này theo thiết kế thúc đẩy sự tham gia trên nền tảng, mọi người trong những không gian như vậy sau đó được chuẩn bị đóng cửa hoặc thậm chí tích cực chống lại các quan điểm thay thế, tham gia vào các cuộc xung đột hoặc các hành vi lạm dụng, hoặc trong một số trường hợp thậm chí là bị cực đoan hóa. Vì vậy, để trả lời câu hỏi của bạn thì vâng, chúng tôi thấy rất nhiều điều tiêu cực trong không gian trực tuyến Web 2, nhưng chúng tôi cũng thấy được tiềm năng to lớn của các phương tiện truyền thông xã hội để khắc phục những thiếu sót này với sự trợ giúp của blockchain và tiền điện tử. Câu hỏi tiếp theo: diễn đàn Fireside có kế hoạch giải quyết những vấn đề tiêu cực tràn lan này trên mạng xã hội Web 2 không? Câu trả lời của tiến sĩ Nicholas là: vâng, diễn đàn Fireside nhằm mục đích tận dụng công nghệ được hỗ trợ bởi blockchain, vốn được mở ra những cơ hội mới duy nhất cho Web 3. Để tạo ra một mạng xã hội xác thực và đáng tin cậy hơn, nơi thông tin có thể được quản lý bởi đám đông, bởi những người thực, theo cách phi tập trung, không phải bởi các tổ chức tập trung khổng lồ. Diễn đàn Fireside là một nỗ lực nhằm chủ động giải quyết những cạm bẫy của nền tảng Web 2 bằng cách phân cấp quản lý và kiểm duyệt nội dung, giảm thiểu những cạm bẫy của việc chỉ dựa vào kiểm duyệt thuật toán, trong khi vẫn đảm bảo khả năng mở rộng cho hàng triệu người. Và để giải quyết vấn đề này, để thúc đẩy hành vi tích cực và các tác động xã hội tích cực
theo cách phi tập trung. Chúng tôi đã tích hợp tokenomics vào cơ chế xã hội để khuyến khích tốt hơn nội dung chính xác và đáng tin cậy thông qua cơ chế chi phí mới, là các ưu đãi tích cực thưởng cho người dùng vì hành vi tốt và nội dung tuyệt vời, trong khi các ưu đãi tiêu cực không khuyến khích cho những điều không phù hợp và không chính xác. Thông qua các ưu đãi này, diễn đàn Fireside cung cấp cho người dùng những công cụ để tự kiểm duyệt nội dung trên nền tảng một cách do đám đông hỗ trợ để chống lại một số thách thức chính trong không gian của Web2. Nhìn chung, nó được dự định là một cách tiếp cận chân thực hơn, hợp tác và do con người điều khiển, và bền vững hơn đối với các tương tác trên mạng xã hội, thúc đẩy một môi trường trực tuyến lành mạnh hơn. Câu hỏi tiếp theo, bạn có thể giải thích cách diễn đàn Fireside tích hợp tokenomics vào các tương tác xã hội và cách cơ chế chi phí hoạt động không? Câu trả lời của tiến sĩ Nicholas. Nói tóm lại, mã thông báo trong ứng dụng có thể được mua bằng tiền điện tử Pi, được yêu cầu sử dụng file để tương tác và hành động trong diễn đàn Fireside như đăng hoặc là trả lời nội dung. Những bài đăng và nhận xét này sau đó sẽ được đặt hàng và hiển thị trên kênh Fireside có liên quan dựa trên lượng file mà họ nhận được, và file sẽ phân rã theo thời gian để nội dung mới có thể được quảng bá. Những người dùng đăng nội dung nhận được file từ những người khác dưới dạng nhận xét hoặc là lượt thích, sau đó sẽ được thưởng bằng mã thông báo cho một phần file đã được gửi đến bài đăng của họ. Và bằng cách triển khai cơ chế chi phí này như một phương tiện để thực thi trách nhiệm giải trình và cải thiện tính xác thực, diễn đàn Fireside không khuyến khích các hành vi tiêu cực và nguồn cấp dữ liệu xã hội dựa trên thuật toán liên quan đến Web2, đồng thời khuyến khích những đóng góp chu đáo và có giá trị hơn. Và điều cho phép mô hình này có lẽ là phản trực giác trong Web2, là hàng triệu cá nhân hỗ trợ tiền điện tử của Peer Network, những người có thể khai thác Peer miễn phí chỉ bằng điện thoại thông minh của họ. Điều này giúp cho diễn đàn Fireside giảm thiểu những thách thức vốn có của cơ chế chi phí, cùng với sự cân bằng giữa chi phí và phần thưởng của mô hình, sự không khuyến khích và khuyến khích, cũng như các động lực nội tại và bên ngoài, để đạt được mục tiêu cải thiện tương tác xã hội trực tuyến. Cuối cùng, chính những người tiên phong sẽ quyết định diễn đàn Fireside sẽ trở thành thứ gì, và nó hoạt động như thế nào, và đó chính xác là cách tiếp cận quyền lực cho mọi người mà chúng tôi hy vọng sẽ phân biệt nó. Câu hỏi tiếp theo. Nói chung, Web3 cho phép những cải tiến này đối với nền tảng Web2 như thế nào? Câu trả lời của tiến sĩ Nicholas. Tích hợp chuỗi khối, một thành phần vốn có của Web3, cung cấp nền tảng cho các cải tiến trong 3 lĩnh vực chính. Khía cạnh đầu tiên là quyền sở hữu. Hầu hết các mạng Web3 tập trung vào quyền sở hữu và kiểm soát tài sản kỹ thuật số, cho phép truy cập và lưu trữ không lưu ký trên các chuỗi khối blockchain, và cho phép nhiều quyền sở hữu và đại lý hơn đối với sự hiện diện trực tuyến và tài sản kỹ thuật số. Và khía cạnh thứ hai là phân phối và phân cấp. Một số, nhưng không phải là tất cả, mạng Web3 cung cấp phân phối tài nguyên mạng công bằng hơn, dễ tiếp cận hơn, vì vậy nhiều người có thể tham gia hơn. Cơ chế khai thác di động độc đáo của Pi cho phép điều này. Đó là tất cả những gì bạn cần để khai thác Pi là điện thoại thông minh. Vì vậy, mạng Pi thân thiện với con người và có thể truy cập được đối tượng được phân phối rộng rãi. Và cuối cùng, diễn đàn Fireside là duy nhất trong số các nền tảng Web3 có khía cạnh này. Đó là cải thiện các tương tác và trải nghiệm xã hội. Đã có sự đổi mới tương đối hạn chế trong việc tích hợp blockchain để giải quyết các lỗ hổng trên mạng xã hội chính thống. Mô hình tokenomics mà chúng tôi vừa mô tả là một nỗ lực độc đáo của Peer Network để cải thiện trên Web2 bằng cách sử dụng các công cụ Web3 tích hợp Peer. Câu hỏi tiếp theo. Vậy thì bạn thấy diễn đàn Fireside ở đâu trong 5 năm nữa? Bạn có nghĩ diễn đàn Fireside sẽ tác động và phạm vi tiếp cận được tương tự như Reddit, Twitter hoặc các nền tảng phổ biến khác không? Diễn đàn Fireside sẽ tiếp tục phát triển như thế nào dựa trên phản hồi của người dùng từ bản phát hành ban đầu? Câu trả lời của tiến sĩ Nicholas. 5 năm, thật là một quy mô để làm việc, là một sự khởi tạo ban đầu của các giả thuyết Peer Network về blockchain, cho phép thế hệ tương tác xã hội trực tuyến tiếp theo. Diễn đàn Fireside hoặc các biến thể khác của nó
đang tìm kiếm tuổi thọ và tiếp tục sử dụng. Như đã đề cập trước đó, có những lợi ích vốn có của Web 3 so với Web 2 và tương lai của phương tiện truyền thông xã hội trên Web 3 sẽ phụ thuộc vào việc triển khai và lặp lại cụ thể của nó để cung cấp một đề xuất giá trị hấp dẫn và độc đáo cho người dùng, thúc đẩy một cộng đồng sôi động và gắn kết và thích ứng với bối cảnh phát triển của phương tiện truyền thông xã hội. Phiên bản ban đầu của diễn đàn Fireside sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc để thông báo các lần lặp lại hướng tới các mục tiêu này. Bây giờ còn quá sớm để đưa ra ước định, ước tính 5 năm. Cuối cùng, chính những người tiên phong sẽ quyết định diễn đàn Fireside sẽ trở thành thứ gì và nó hoạt động như thế nào. Và đó chính xác là cách tiếp cận sức mạnh cho mọi người mà chúng tôi hy vọng sẽ phân biệt nó. Mục đích của diễn đàn Fireside có hai mặt. Một là cố gắng giải quyết một vấn đề thật sự của con người. Có những thách thức cản trở trải nghiệm xã hội trực tuyến trong Web 2 phải được giải quyết. Cái còn lại là cung cấp một tiện ích mới do con người điều khiển cho người dùng của Pi. Tiếp theo là câu hỏi, có bao nhiêu người bạn đã KIC cho đến nay trên Pi Network, có mặt ở nhiều quốc gia hơn Liên Hợp Quốc hoặc FIFA? Điều gì là thách thức nhất khi tiến hành KIC trên quy mô lớn như vậy? Câu trả lời của tiến sĩ Nicholas. Cho đến nay, chúng tôi đã KIC hơn 5 triệu người tiên phong. Đây là điều kiện tiên quyết để Pioneer di chuyển số dư khai thác Pi trong ứng dụng của họ sang chuỗi khối Pi Mainnet. Vì chúng tôi đang thực hiện một trong những lần di chuyển blockchain lớn nhất trong lịch sử, việc hoàn thành các quy mô này cho hơn 47 triệu người tiên phong tham gia không thể xảy ra trong một ngày. Sự lựa chọn chiến lược của chúng tôi phần lớn dựa trên triết lý hòa nhập của Pi, đảm bảo rằng mọi người ở khắp mọi nơi có thể KIC và tham gia vào Mainnet. Và chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi Pioneer đủ điều kiện đều nhận được hỗ trợ để vượt qua KIC. Giai đoạn mạng kính hiện tại của Pi hỗ trợ quá trình này, trong khi chúng tôi tiếp tục xây dựng và thúc đẩy sự phát triển của các tiện ích như là diễn đàn Fireside. Đồng thời, điều quan trọng cần lưu ý là các triết lý song song của giải pháp KIC và diễn đàn Fireside. Pi Network luôn có chính sách nghiêm ngặt cho một tài khoản đối với mỗi người. Đó là cơ sở tầm nhìn của Pi về một hệ sinh thái ngang hàng thật sự của con người và trải nghiệm trực tuyến. Giải pháp Pi KIC xác minh một cách có quy đầu một hệ sinh thái thật sự của con người không có bot hoặc không có tác nhân độc hại khác, hiện thực hóa tầm nhìn này. Đồng thời, diễn đàn Fireside khởi tạo tầm nhìn của Pi để tận dụng blockchain để giải quyết các nhu cầu thật sự của con người, không chỉ cải thiện thế giới blockchain và tiền điện tử mà còn thúc đẩy trải nghiệm trực tuyến tổng thể ở mọi nơi cho mọi người. Đó là toàn bộ những chia sẻ của tiến sĩ Nicholas và đó cũng là toàn bộ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị em Pioneer đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.